Cách làm cành đào ngày Tết siêu đơn giản mà dễ thương nè. Đây là một đống cành đào mà mình đã giữ từ năm ngoái mọi người ạ. Năm ngoái khi bỏ các cành đào đi thì mình đã giấu bố mẹ và giữ lại một ít, vì nghĩ thế nào cũng dùng để trang trí đồ. Hồi đó vẫn còn đẹp lắm, tuy nhiên sau một năm thì di chuyển sau đó thỉnh thoảng dẫm phải thì nên cành đào nó đã tan nát hết rồi. Sẽ dùng keo bắn lại một số chỗ tạo dáng cho đẹp và sơn lại màu trắng cho xinh. Lại hộp trái Lipton mà mình đã vẽ lại từ xưa, mình sẽ cắm các cành đào lên là hộp bánh không có bánh mà lại có pom pom. Mình sẽ gắn vào các cái đầu cành như thế này. Mình em cục pom pom này có nhiều cỡ lắm, mọi người có thể mua các cỡ to hơn thì nhìn sẽ đẹp hơn đó. Và cùng mình xem thành quả nha.